Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Vào cuối tháng vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc, 15 con sông lớn và hơn 90 sông vừa và nhỏ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và Hai Hồ đã vượt mức cảnh báo, tức là mức nước cảnh báo vượt quá kẻ chống lũ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cần tăng cường kiểm tra, phòng chống lũ. Tổng cộng 68 thành phố ở 12 tỉnh, bao gồm Vân Nam và Quý Châu ở phía Tây Nam, Chiết Giang và An Huy ở phía Đông Nam, đã bị lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất, gián đoạn đường và lũ lụt do mực nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến khoảng 13.08 triệu cư dân. Theo thống kê chính thức, 65 người thiệt mạng, 26 người mất tích, 29.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế lên tới 26,27 tỷ nhân dân tệ. Vào đêm 2 ngày trước đó, mưa lớn đã xảy ra trên toàn khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử từ Quý Châu đến Bắc Giang Nam. Lượng mưa tích lũy ở Trung và Đông Bắc Quý Châu, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc, Bắc Giang Tây và phía Nam An Huy vượt quá 160mm, Hàm Ninh, Hồ Nam Nhạc Dương và Trường Đức, Giang Tây Cửu Giang và các nơi khác đạt 290-410mm. Biên độ mưa của đợt mưa này phân bố theo hướng Đông Tây, vành đai mưa dịch chuyển chậm trong quá trình vận động Bắc Nam, vùng ảnh hưởng mưa lặp đi lặp lại, khiến trung tâm Nam Bộ của sông Dương Tử có lượng mưa tích lũy lớn và thời gian kéo dài. Cuối tháng trước, mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc khiến hơn 13,08 triệu người tại 68 quận, thành phố thuộc 3 tỉnh ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử bị ảnh hưởng, 65 người thiệt mạng và 22 người mất tích, 27.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế là 25,27 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, số người bị ảnh hưởng trong huyện là 875.000 người, chiếm 56% dân số toàn huyện, ít nhất 50 người thiệt mạng hoặc mất tích. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trong hơn 80 năm qua kể từ khi có hồ sơ khí tượng thủy văn địa phương. Vào lúc 21 giờ tối thứ Hai, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc, sau đây gọi là trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia và trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Nam đã ban hành ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp đối với mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 20 giờ tối thứ Ba, mực nước tại khu vực Liên Hoa Đường thuộc trung lưu sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Nam đã tăng lên 36,52m, cao hơn 1,02m so với mức cảnh báo. Để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán sông Dương Tử đã phối hợp điều động thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp để trữ lũ theo quy định. Kế hoạch điều động chung cho các hồ chứa ở thượng lưu và trung lưu của lưu vực sông Dương Tử, kể từ 14 giờ chiều thứ Ba, hồ Tam Hiệp liên tục giảm lưu lượng xả ra từ 29.400 m khối giây xuống 7.780 m khối giây. Trong vòng 48 giờ từ 14 giờ chiều thứ Hai đến 14 giờ chiều thứ Tư, lưu lượng đi ra liên tục giảm 70%. Theo giám sát của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam, lượng mưa trung bình tích lũy trong tháng qua của tỉnh là 497,1mm, cao hơn 91,6% so với mức trung bình tháng cùng kỳ của các năm trước, cao nhất trong lịch sử với tổng lượng nước là 90 tỷ mét khối nước, gấp 5 lần khối lượng nước của Hồ Dông Tinh. Mực nước Hồ Động Đình ở Hồ Nam vượt mức báo động, lũ siêu lịch sử xảy ra ở thượng nguồn sông Nghệ An ở Giang Tây. Mực nước đỉnh lũ đoạn Trường Sa trên sông Tương Giang đạt 40,51m, cao hơn kỷ lục lịch sử 1,33m. Dòng chính của sông Tương Giang đã vượt quá mực nước đảm bảo và dòng chảy vào và ra của Hồ Động Đình là cao nhất kể từ năm 1949. Riêng tại tỉnh Hồ Nam, 1.642 hồ chứa vừa và nhỏ đã bị tràn. Hôm thứ Hai vừa qua, hồ chứa nước Hoàng Tài ở thị trấn Hoàng Tài, tỉnh Hồ Nam đã xả lũ khẩn cấp. Dư luận cho rằng lũ lụt là nguyên nhân chính gây ra thảm họa thiên tai tại huyện Ninh Hương. Trong đợt xả lũ của hồ chứa Hoàng Tài năm nay, lưu lượng xả lũ là 350 m khối giây, gấp đôi so với năm ngoái. Hôm thứ Hai trước khi mở cửa xả lũ vào lúc 7 giờ, thì vào lúc 3 giờ sáng các đơn vị vùng hạ du đã nhận được thông báo sơ tán. Người dân xuống đường phản đối chính quyền thông báo xả lũ muộn, lơ là nhiệm vụ khiến người dân không ứng phó kịp thời, làm gia tăng thiệt hại thiên tai do lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, một vụ tai nạn sạt lở đất đã xảy ra gần một nhóm biệt thự nông dân giàu có ở làng Thượng Hải, thị trấn Vô Tích, thị trấn Lucy, huyện Lucy, quận tự trị dân tộc Tương Tây và dân tộc Miêu, tỉnh Hồ Nam. Quốc lộ 319 với hơn 80 mét tổng chiều dài phần thân bị sập, khối lượng hơn 10.000 mét khối, khiến một căn nhà dưới chân núi bị vùi lấp, mất tích tổng cộng 3 người, đồng thời gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 319. Hiện chính quyền địa phương đã cử người đến hiện trường để xử lý. Khi mưa xối xả tiếp tục, tình hình kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. Từ 13 giờ ngày hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3.
dựa trên tình hình lũ lụt mới nhất, nhiều nơi ở tỉnh Hồ Nam đang gặp nguy hiểm, lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và sạt lở đất tiếp tục xảy ra. Hiện tại, để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, hơn 10 điểm du lịch ở tỉnh Hồ Nam đã bị đóng cửa, bao gồm cả hẻm núi lớn Trương Gia Giới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên của năm nay vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Từ ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, phía tây thành phố Cửu Giang đã có mưa to đến rất to. Dự kiến trong vòng 3 giờ tới lượng mưa tích lũy ở một số nơi như ở Tú Thủy, Vô Ninh, Phong Tín thuộc 5 quận Tịnh An và Đồng Cổ có thể vượt quá 100mm, một số nơi có thể vượt quá 150mm, kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn là mưa dông, sét đánh mạnh. Cục khí tượng Thủy văn dự báo, từ chiều tối qua đến cuối tuần này, tỉnh Giang Tây tiếp tục có mưa to, có nơi mưa to cục bộ, trong đó khu vực trung tâm Bắc Giang Tây mưa to từ chiều tối từ ngày hôm nay đến ngày mai. Trong những ngày tới ở Nam Giang Tây, Trung Giang Tây và Bắc Nam Giang Tây có mưa lớn và vùng mưa lớn di chuyển dần về phía Bắc Giang Tây. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dự kiến toàn bộ lưu vực sông Trường Giang sẽ vượt quá mức cảnh báo. Sông Bắc Dương, một nhánh của Hồ Bà Dương và thượng nguồn Lạc An sẽ trải qua lũ siêu cảnh báo chung. Hôm nay, do mưa bão liên tục, thiên tai như lở đất và sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên đoạn cảnh Vũ Hoàng của đường cao tốc Hàng Thụy ở Giang Tây, giao thông đường bộ bị tắc nghẽn. Trong số đó, ở đoạn 252 km và 263 km của đoạn cảnh Vũ Hoàng của đường cao tốc Hàng Thụy, lũ lớn xen lẫn với lở đất tiếp tục tràn xuống mặt đường của đường cao tốc. Hiện tại, Ban Quản lý Bảo trì đường cao tốc Giang Tây đã tổ chức các đội và thiết bị cứu hộ, đồng thời đang triển khai công tác cứu hộ tại chỗ. Theo giám sát của Cục Thủy văn tỉnh Chiết Giang, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa trên toàn tỉnh Chiết Giang là 63mm và lượng mưa tích lũy tại một trạm duy nhất vượt quá 100mm trong số tại 294 trạm. Với lượng mưa lớn nhất là 254mm tại hồ chứa nước Đài Thạch Môn ở Thanh Lương Phong, Lâm An. Vào lúc 5 giờ 36 phút sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. 5 thành phố cấp huyện bao gồm Hàng Châu, Hồ Châu, Củ Châu, Gia Hưng và Lệ Thủy ở tỉnh Chiết Giang và 17 quận bao gồm Đồng Lộc đã bắt đầu hoặc duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4. Thành phố Lâm An đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 và quận Tùy Trường đã duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 2 kiểm soát lũ lụt. Tính đến 6 giờ sáng nay, ngoại trừ một số trạm như Vương Giang tỉnh ở đồng bằng phía đông Hàng Gia Hồ vượt quá mức nước cảnh báo một chút và 15 hồ chứa cỡ trung bình bao gồm Mãn Yên và Phong Thủy Giang và 15 hồ chứa cỡ vừa như vậy do Phượng Đàm vượt quá giới hạn lũ. Mực nước của các sông và hồ chứa lớn khác ở mức báo động dưới giới hạn lũ. Tình hình lũ lụt ở tỉnh Chiết Giang nhìn chung ổn định. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, trong 3 ngày tới vành đai mưa lớn phía Nam sẽ có áp thấp. Tình hình kiểm soát lũ lụt ổn định ở khu vực Giang Nam, có mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Chiết Giang, miền Trung và miền Bắc Giang Tây, miền Trung và miền Nam Hồ Nam, miền Nam Quý Châu và miền Bắc Quảng Tây, mưa lớn cục bộ, kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh khác. Những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày cũng đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc, trong đó Tứ Xuyên và Cam Túc chìm trong nước bùn. Sông Dương Tử đã gây lũ số 1 chỉ 3 ngày trước, ước tính dòng chảy vào đập Tam Hiệp tối đa sẽ lên tới 70.000 mét khối giây, lập kỷ lục về dòng chảy vào lớn nhất trong năm nay. Hoàng Hà cũng theo đó, 5 giờ sáng nay, cơ quan chức năng phát hiện lũ số 2 đã hình thành ở thượng nguồn, lưu lượng dòng chảy 5.050 mét khối mỗi giây, gấp đôi lưu lượng lũ trước. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết do mưa bão liên tục, tốc độ dòng chảy đo được tại trạm thủy văn thông quan của sông Hoàng Hà đạt 5.050 mét khối mỗi giây vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, tạo thành trận lũ thứ 2 của sông Hoàng Hà vào năm 2023. So sánh với trận lũ số 1 đo được trước đó, lưu lượng dòng chảy chỉ 2.500 mét khối mỗi giây, còn trận lũ số 2 thì lưu lượng vượt gấp đôi được trước. Cơ quan chức năng đã có thông báo gửi các cơ quan thủy lợi các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, yêu cầu các tỉnh này làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp lúc 8 giờ sáng thứ ba vừa qua và trận lũ tiếp sức số 2 hình thành vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay. Đài quan sát Kuntan ở trung tâm Trùng Khánh đã đo dòng chảy của sông Dương Tử sông ở mức 50.400 m khối giây. Lưu lượng tối đa của đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 70.000 m khối giây, lập kỷ lục về lưu lượng lớn nhất trong năm nay. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ ra rằng lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ một cách toàn diện. Hiện tại, mực nước ở trung và hạ lưu các nhánh sông đã tăng lên, 875.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng, sẽ có trận lụt đầu tiên vào năm 2023 và các quan chức dự đoán rằng một đợt mưa mới sẽ bùng phát từ trong những ngày tới. Ủy ban bảo tồn nước sông Dương Tử của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ, các nhánh của trung và hạ lưu sông Dương Tử và các trạm quan trắc nước như vậy như hồ Động Đình và hồ Po Trang đã trải qua mực nước dâng cao nhanh chóng, lũ lụt có thể xảy ra ở một số nhánh sông. Lượng mưa lớn sẽ chồng chéo cao,
với nhiều điểm nóng mưa liên tiếp, dự báo nước ở hai hồ tiếp tục lên. Theo thống kê chính thức, tính đến 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, trận lũ bắt đầu từ hôm thứ Ba đã ảnh hưởng đến 875.000 người ở Giang Tây, 60.300 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 101 ngôi nhà bị sập và 83 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 107 hộ gia đình, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 630 triệu nhân dân tệ. Dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc chỉ ra rằng sẽ có một đợt mưa mới trong những ngày tới. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Như thường lệ, khi bước sang năm mới, Global Firepower, trang web quân sự phi chính phủ ở Mỹ chuyên đánh giá sức mạnh quân sự các nước trên thế giới, sẽ đưa ra bảng xếp hạng dựa trên 5 tiêu chí đánh giá. Theo bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2023, Việt Nam đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 19, vượt qua cả Ba Lan, một quốc gia NATO trên bảng xếp hạng. Trước tiên, chúng tôi lưu ý thêm rằng các số liệu sau trang Global Firepower đưa ra chỉ mang tính tham khảo, nó không thực sự có giá trị khi so sánh sức mạnh quân sự của từng quốc gia một cách chính xác. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh trong khối ASEAN. Quân đội ta có sức mạnh vượt trội như thường lệ. Tổ chức Global Firepower vẫn xây dựng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu căn cứ vào điểm Power Index dựa trên hơn 50 thông số có ý nghĩa quyết định đến khả năng đương đầu về chiến tranh thông thường, được thu thập từ CIA và cấp báo cáo truyền thông để xác định thứ hạng của các cường quốc quân sự toàn cầu. Những yếu tố đó bao gồm tài nguyên, tài chính, sức mạnh, hải lục, không quân, hậu cần, dân số. Điểm Power Eater lý tưởng là 0,000. Trong đó, các tiêu chí này bao gồm quy mô nền quân đội, số lượng quân nhân, binh lính tại ngũ, số lượng thiết bị công nghệ cao, khí tài quân sự, số lượng xe tăng, tàu ngầm, chi tiêu quốc phòng hàng năm, đến khả năng cung ứng hậu cần và địa lý, không tính số lượng vũ khí hạt nhân sở hữu. Global Firepower đưa ra xếp hạng dựa trên các dữ liệu công khai từ nguồn mở như báo chí, các chuyên trang quân sự và báo cáo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA để xác định chỉ số sức mạnh. Đồng thời, mỗi quốc gia cũng được Global Firepower đánh giá dựa trên các yếu tố liên quan đến một chiến dịch quân sự tấn công hoặc phòng thủ kéo dài. Điều này cho phép các quốc gia nhỏ hơn, công nghệ tiên tiến hơn, cạnh tranh với các quốc gia lớn hơn, công nghệ kém phát triển hơn, các công cụ tính toán dưới dạng điểm thưởng và điểm phạt, được áp dụng để hoàn chỉnh bảng xếp hạng hàng năm. Điểm càng thấp quân đội càng mạnh, điểm hoàn hảo là 0. Nhưng chưa có quân đội nào trên thế giới đạt được điều này, kể cả Hoa Kỳ. Cùng với đó, công thức đánh giá của Global Firepower cũng thay đổi theo từng năm nhằm cập nhật các nhân tố mới và loại bỏ các nhân tố cũ, do đó tương đối khó để có thể so sánh trực tiếp giữa các năm, đặc biệt là so sánh theo công thức cơ bản hơn được sử dụng trong những năm trước đó. Tại bảng xếp hạng năm ngoái, Việt Nam giữ vị trí thứ 24. Sang năm 2023, Việt Nam xuất sắc vươn lên vị trí 19, bỏ xa nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng về hải quân, Việt Nam vượt cả Canada, đứng thứ 3, 8 nước hàng đầu hành tinh và xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á với số lượng khí tài và nhân lực ngày càng được nâng cao. Cụ thể, 20 nền quân đội mạnh nhất hành tinh lần lượt là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Indonesia, Ai Cập, Ukraine, Australia, Iran, Israel, Việt Nam và Ba Lan. Theo số liệu mới nhất, điểm Power Index của Việt Nam là 0,2855, đứng thứ 19 thế giới và thứ 2 ASEAN sau Indonesia. Đứng đầu là Indonesia, họ giữ chắc hạng 13 với điểm Power Index là 0,2221, một chỉ số rất cao. Thái Lan vẫn đứng sau Việt Nam với vị trí 24 điểm. Power Index của họ là 0,3738. Các vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng được Global Firepower công bố năm nay không có gì thay đổi khi lần lượt vẫn là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Vương quốc Anh. Quân đội Việt Nam là một trong những lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới. Với lợi thế sẵn có nhiều phương diện và vị thế đang lên, không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được đánh giá cao về sức mạnh quân sự trong khu vực Đông Nam Á.
Trong những năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Thưa các bạn, quy luật của chiến tranh là mạnh được yếu thua. Trong khi đó, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chống kẻ thù xâm lược được ví như châu chấu đá voi, võ sĩ tí hon đánh tên khổng lồ. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nhân dân Việt Nam khắc phục mọi khó khăn, bất cập về lực lượng và phương tiện, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù có tiềm lực mạnh về kinh tế và quân sự cũng như vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự và phương tiện chiến tranh hiện đại. Một thông tin rất đáng chú ý vào cuối năm 2022, khi hãng tin Reuters cho biết các công ty Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp các thiết bị quân sự gồm trực thăng và máy bay không người lái cho Việt Nam trong các cuộc nói chuyện với những quan chức hàng đầu chính phủ. Theo nguồn tin, các tập đoàn của Mỹ như Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Textron và System Group đã gặp các quan chức Việt Nam bên lề triển lãm vũ khí quốc tế quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam. Theo thông tin từ Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, là đơn vị đã sắp xếp các cuộc gặp gỡ có sự tham gia của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta biết rằng xung đột Ukraine đã kéo căng năng lực của Nga, một đối tác quân sự chính của Việt Nam trong nhiều năm qua. Chiến tranh đã dẫn tới các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt chống lại Nga. Ông Nguyễn Thế Phương, chuyên gia quân sự và là nhà nghiên cứu tại Đại học New Stockwork nói rằng, bối cảnh này đánh dấu sự khởi đầu cởi mở hơn của quân đội nhân dân Việt Nam đối với vũ khí Mỹ và sự sẵn sàng với những hợp tác sâu sắc hơn với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng hợp đồng quân sự với Mỹ sẽ đối mặt với nhiều rào cản tiềm năng, ví dụ như Washington có thể ngăn chặn việc bán vũ khí vì vấn đề nhân quyền hoặc các lo ngại về tác động của nó đối với căng thẳng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hoặc giá cả quá cao. Đồng thời, họ cũng lo ngại liệu các hệ thống vũ khí Mỹ chế tạo có thể tích hợp với các vũ khí hiện có của Việt Nam, vốn chủ yếu xuất xứ từ Nga hay không. Một người đã tham dự các cuộc gặp gỡ nói trên cho biết rằng các công ty Mỹ đã đề xuất một loại thiết bị quân sự và đã có những cuộc thảo luận đầy hứa hẹn về các trang bị phi sát thương bao gồm trực thăng cho an ninh nội địa, cộng với máy bay không người lái và các hệ thống để giám sát trên không, trên biển và trong không gian. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của Việt Nam chưa có phản hồi trước yêu cầu bình luận về các sự kiện này. Thêm nữa, các cuộc nói chuyện về máy bay không người lái và trực thăng đã bắt đầu trước triển lãm vũ khí và có nói đến nhiều loại vũ khí khác. Động thái này cho thấy nỗ lực gia tăng của Washington nhằm giành ảnh hưởng với Hà Nội sau gần một nửa thế kỷ kết thúc chiến tranh Việt Nam. Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được gỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Mỹ sang Việt Nam vẫn chỉ giới hạn ở các tàu cảnh sát biển và máy bay huấn luyện, trong khi Nga đã cung cấp khoảng 80% kho vũ khí của Việt Nam. Triển lãm vũ khí Việt Nam đã thu hút hàng chục công ty quốc phòng từ 30 quốc gia. Tất cả họ đều hy vọng giành được phần nào trong các khoản chi ước tính 2 tỷ đô la mỗi năm của Việt Nam để nhập khẩu vũ khí. Các nguồn tin nói rằng, tập đoàn Lockheed Martin đã có cuộc thảo luận riêng với Việt Nam về một vệ tinh liên lạc quốc phòng mới có thể thay thế cho một trong hai chiếc vệ tinh mà Việt Nam đang vận hành. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã từ chối bình luận. Tuy nhiên, đại sứ Mark Knapper nói rằng Mỹ sẵn sàng thảo luận bất kỳ mặt hàng quân sự nào mà Việt Nam mong muốn mua. Quân đội Mỹ đã cung cấp 2 tàu tuần duyên hải quân và chuyển giao 2 máy bay huấn luyện T-6 trong số 12 chiếc được đặt hàng. 10 chiếc còn lại sẽ được chuyển giao dần cho đến hết năm 2027. Mỹ cũng cam kết cung cấp máy bay không người lái trinh sát của Boeing, nhưng loại này vẫn chưa được chuyển giao. Các nguồn tin và các nhà phân tích nói rằng Việt Nam đang xem xét các hợp đồng với những nhà cung cấp từ Israel, Ấn Độ, châu Âu và Đông Bắc Á. Trong thập kỷ trước, Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Việt Nam sau Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang từng phát biểu trong một sự kiện ở nước ngoài rằng Việt Nam sẽ tổ chức bởi các công ty sản xuất vũ khí mang sản phẩm đến trưng bày ở Việt Nam để chúng ta tìm hiểu và chọn lựa. Do vậy, trong triển lãm quốc phòng quốc tế vừa rồi, có lẽ các quan chức Việt Nam cũng không chỉ thảo luận với riêng các công ty của Mỹ. Xét về nội dung các cuộc thảo luận, theo lời các nguồn tin thì cũng chỉ giới hạn ở trực thăng và máy bay không người lái. Trong khi đó, các loại vũ khí được truyền thông đồn đoán từ lâu như máy bay chiến đấu F-16 thì không được nhắc tới. Nếu quả thực, các mối quan tâm của Việt Nam chỉ dừng lại ở các trực thăng và máy bay không người lái hay vệ tinh thì nó cho thấy đây là những bước đi từ từ thận trọng.
vì suy cho cùng, điều chúng ta hướng tới là đa dạng nguồn cung, chứ không muốn rơi vào tình trạng tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung Nga, rồi lại chuyển sang phụ thuộc hầu hết vào nguồn cung Mỹ. Mà như chúng ta đã hiểu, Mỹ vốn không phải là một đồng minh đáng tin cậy, mua bán kèm nhiều điều kiện ràng buộc khắt khe và phức tạp. Cho nên, nếu phụ thuộc nguồn cung Mỹ thì còn khổ sở hơn rất nhiều. Những loại vũ khí mạnh nhất mà quân đội nhân dân Việt Nam đang sở hữu. Việt Nam hiện đang sở hữu trong tay dàn vũ khí hiện đại và rất đáng chú ý, đủ để sức mạnh của quân đội ta vươn tầm trong khu vực. Một trong những loại vũ khí đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất trong tay quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta hiện tại chính là dàn cấp tàu hộ vệ Jupat 3.9 được chúng ta mua từ Liên bang Nga. Hiện tại, trong biên chế của quân đội đang có 4 tàu hộ vệ loại này, dự kiến trong tương lai sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa từ Nga. Đặc biệt, 2 chiếc sắp tới chúng ta nhận sẽ được trang bị giếng phóng tên lửa thẳng đứng. Tiếp đến là các tàu ngầm lớp Kilo, một trong những loại tàu ngầm sử dụng động cơ điện diesel hiện đại, phổ biến bậc nhất thế giới hiện nay với 61 chiếc trên khắp thế giới. Hiện tại, trong biên chế của binh chủng Hải quân Việt Nam đang có 6 tàu ngầm loại này với 6 tàu ngầm Kilo. Biên đội tàu ngầm của chúng ta hiện cũng đang có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Về phương diện phòng không, Việt Nam hiện cũng đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300 PMU-1 của Nga, loại tên lửa phòng không từng mang danh mạnh nhất trên thế giới trong quá khứ. Mặc dù so với các thế hệ máy bay tàng hình ngày nay, S-300 PMU-1 có phần tỏ ra thua thiệt. Tuy nhiên, có thể khẳng định loại tên lửa phòng không này đủ sức vít cổ mọi loại máy bay thế hệ 4+ phổ biến hiện nay trên thế giới. Với lực lượng tăng thiết giáp, chúng ta cũng vừa được tăng cường sức mạnh với dàn xe tăng chủ lực T-90SK, được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Nhiều nguồn tin cho biết hiện Việt Nam đang sở hữu 60 xe tăng loại này, nhưng trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục đặt hàng, nhập biên thêm một loại để bổ sung sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp. Về lực lượng tên lửa chống hạm, Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K-300 Patriot, loại tên lửa chống hạm chứ danh từng được Nga xuất khẩu trong quá khứ. Loại tên lửa chống hạm này có tầm hoạt động tối đa tới 350 km với mục tiêu trên biển hoặc 450 km với mục tiêu trên đất liền, tốc độ tối đa Mach 2,5 và mang theo đầu đạn nặng 250 kg, đủ sức đánh chìm mọi loại hộ vệ hạm chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Cuối cùng, không thể không nhắc tới sức mạnh của Không quân Việt Nam khi được trang bị 35 máy bay chiến đấu Su-30 MK2. Việt Nam hiện cũng đang là quốc gia có quân số Su-30 MK2 nhiều nhất thế giới. Các chiến đấu cơ Su-30 MK2 của Việt Nam cũng được cho là có khả năng đánh biển được tối ưu hóa, đủ để nó biến thành nỗi ác mộng cho mọi lực lượng hải quân muốn đối đầu với chúng ta. Trước khi được Ban chấp hành Trung ương biểu quyết đồng ý cho thôi chức vụ Ủy ban chấp hành Trung ương khóa 8, ông Vũ Đức Đam đã có hơn 9 năm giữ chức vụ Phó Thủ tướng. Trong suốt thời gian đó, ông từng được ví là người hùng chống giặc thời bình. Đặc biệt, được thế hệ trẻ yêu quý vì sự giản dị, gần gũi, thậm chí là tượng đài trong lòng người dân. Vậy nên, nhìn lại hành trình 9 năm của ông có lẽ được gói trong một chữ tiếc. Tiếc cho chính ông và cũng tiếc cho Việt Nam. Tất nhiên, ẩn khuất đằng sau là những câu chuyện ít ai biết và khó ngờ. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Thì bạn hãy cùng Tin Mới nhìn lại con đường sự nghiệp cùng những đóng góp và cả những góc khuất đằng sau của vị chính khách này ngay sau đây nhé. Tôi có là Phó Thủ tướng hay là gì đi nữa thì trước hết và mãi mãi tôi là người dân Việt Nam. Hẳn các bạn còn nhớ câu nói này của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Với những ai có chút duy tâm thì có lẽ đã nghĩ dường như lời nói 5 năm trước của ông này đã ứng nghiệm. Thông tin ông thôi chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng đã dâm gian một thời gian và giờ đã thành sự thật. Theo đó, vừa qua Trung ương Đảng họp bất thường đã tiến hành biểu quyết về việc thôi giữ chức Phó Thủ tướng của ông cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Kết quả biểu quyết có tới hơn 90%, 92% thống nhất cho ông cùng ông Phạm Bình Minh thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Rất nhiều người dân Việt Nam sau khi nghe tin này bày tỏ sự tiếc nuối cho vị Phó Thủ tướng. Được cho là nói tiếng Anh giỏi nhất chính phủ với hành trình sự nghiệp đi lên đã trở thành niềm cảm hứng phấn đấu cho rất nhiều bạn trẻ. Bởi ông là người xuất thân không phải dòng dõi châm Anh thế Việt, nên hành trình nắm giữ chức vụ gần đây cao nhất của mỗi chính phủ qua như giấc mơ.
sinh ra tại một làng quê nghèo ở Thanh Miện, Hải Dương. May mắn thay, cha mẹ ông là nông dân nhưng lại coi việc học của con là rất quan trọng. Sau này có thông tin tiết lộ, để cho ông Đam yên tâm học hành và tu dưỡng bên nước ngoài, gia đình ông đã giấu nhẹm chuyện cha mất. Chính với nền tảng gia đình như vậy đã gây dựng nên một vị phó thủ tướng trẻ nhất Việt Nam nhưng không ngừng học hỏi. Nhìn vào học vị tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, kỹ sư điện tử, tin học, lý luận chính trị cao cấp, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ ông. Nhìn vào hành trình thăng tiến cùng dấu ấn trong quá trình đi lên của ông, cũng dễ hiểu sao ông lại được người dân trong nước và các chính khách nước ngoài kính nể. Những năm 1900, ông chỉ là một kỹ sư của Tổng cục Bưu điện và chuyên viên Ban Phát triển Kỹ thuật và Quan hệ Đối ngoại của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tới năm 1995, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Quan hệ Quốc tế của Văn phòng Chính phủ. Liên tiếp 2 năm sau đó, ông giữ quyền Vụ trưởng và Vụ trưởng. Từ năm 1996 đến năm 2003, ông trở thành thư ký rồi là trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau đó, ông trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, rồi Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 2005 tới năm 2007, ông quay trở lại với ngôi nhà Bưu chính Viễn thông và giữ chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Tới năm 2008, ông trở thành Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tiếp đó, chỉ 2 năm sau, ông trở thành Bí thư tỉnh Quảng Ninh. 2 năm sau, ông là Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ đó, ông được bầu là Phó Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13 và giữ chức Phó Thủ tướng suốt 9 năm, phụ trách và kiêm nhiệm khá nhiều công việc từ Bộ Giáo dục tới Bộ Y tế lẫn khoa học công nghệ. Hành trình đi lên của ông, điểm rõ nhất là sự học không ngừng. Sự học của ông không chỉ gói gọn trong trường lớp mà còn qua thực tế. Ít ai biết khi đã làm vụ trưởng trẻ nhất trong Văn phòng Chính phủ ở cái tuổi mới hơn 30. Nhưng thi thoảng, ông vẫn làm nhân viên phục vụ cho một số khách sạn lớn ở Hà Nội để nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Trong những lần hội kiến với khách nước ngoài, nếu để ý kỹ, người dân sẽ nhận ra ông rất hiếm đeo tai nghe phiên dịch. Vậy nên, cho đến nay không phải cán bộ trẻ nào cũng hội đủ kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật và ngoại ngữ như ông Vũ Đức Đam. Thưa các bạn, trong hành trình 9 năm làm Phó Thủ tướng và hơn 20 năm bước chân vào quan trường, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hiện là hình ảnh của sự giản dị tới chân thật, sự gần gũi chân phương với những câu phát biểu như dốc hết tâm can, như dứt khoát Việt Nam không thể nghèo. Có đất nước nào mà tình nghĩa đồng bào, người dân thương nhau đến vậy? Tôi rất tha thiết, chúng ta sẽ thay đổi. Trong đó, dấu ấn của ông thể hiện mạnh mẽ ở vai trò là Chủ tịch và Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Vùng đất mà chính Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tỏa sáng và được trọng dụng sau này. Với trình độ chuyên môn thuần thục, cộng với tư tưởng đổi mới khi còn công tác ở Quảng Ninh, ông đã xây dựng hình ảnh về một lãnh đạo không bản giấy. Chính ông đã mang tới một luồng khí mới cho đất Quảng Ninh giàu tiềm năng. Dưới sự chỉ đạo của ông, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức họp trực tuyến đến tất cả các huyện, xã và mọi việc điều hành, quản lý công việc phần lớn cũng đã được thực hiện bằng công nghệ thông tin. Năm 2010, khi chính phủ điện tử vẫn là thứ mơ hồ ở Việt Nam, thì Quảng Ninh đã xây dựng được mạng nội bộ với 100% máy tính kết nối Internet. Một điểm thú vị là khi còn là bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông đã được xướng tên trong lễ trao giải thưởng Sao Khuê về công nghệ thông tin. Theo đó, ông đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển Internet Việt Nam, cho người có sáng kiến đón dòng đầu tư của Intel, Foxconn, Microsoft về với Việt Nam, mà cho cả người có công đưa công nghệ thông tin đơm hoa trong hệ thống hành chính chính trị, vốn lâu nay vẫn được biết đến như thành trì bảo thủ của giấy tờ, thủ tục nhiều khê. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều chính khách nước ngoài, các CEO, lãnh đạo của doanh nghiệp toàn cầu luôn dành sự kính trọng cho vị phó thủ tướng trẻ tuổi này. Trong thời gian gần đây, một điểm nhấn sâu sắc và đưa vị thế của ông lên cao chưa từng có trong lòng dân chính là 2 năm chiến đấu và cùng chiến thắng dịch Covid-19. Chống dịch như chống giặc, quyết tâm dập dịch trong 8 ngày, không lãng phí một giây phút nào để khoanh vùng dập dịch, có thể ở nhà xấu hơn, đi xe xấu hơn nhưng nhất quyết không ai chấp nhận thua kém hơn. Đó là những câu nói không thể quên từ vị chính khách này.
Cũng từ đây, hình ảnh của một vị chính khách như tượng đài trong lòng dân đã hình thành. Công lao của ông là không thể phủ nhận. Ông phụ trách Bộ Y tế được 245 ngày thì quá 3/4 thời gian ông phải đứng đầu chỉ đạo, lăn xả trong cuộc chiến chống dịch bệnh này trên cương vị trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Với chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và khẩn trương, kết quả giai đoạn đầu chống dịch là quá thuyết phục, khiến Việt Nam trở thành hình mẫu cho nhiều nước học tập về công tác phòng chống dịch. Rất tiếc, sang năm 2021, khi có những yếu tố mới xuất hiện cùng nhiều vấn đề trong khâu điều hành, quản lý và tổ chức, khiến một thời gian chống dịch do ông làm trưởng ban đã không hiệu quả. Nhưng dẫu sao, hình ảnh một lãnh đạo Việt Nam nhiều đêm không ngủ, sẵn sàng ở đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng đi vào tâm dịch bất chấp nguy hiểm đã khiến người dân không thể nào quên. Thưa các bạn, việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ cùng với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vào ngày cuối cùng của năm 2022 đã khiến nhiều người tiếc nuối. Nhiều người tò mò không biết lý do vì sao mà vị Phó Thủ tướng này thôi giữ chức. Có người hoài nghi tìm nguyên nhân vì không tin một người như bác Đam có thể tham nhũng hay nhận hối lộ. Nguyên nhân vì sao bác Đam thôi chức vụ, theo chúng tôi không nên đồn đoán. Tuy nhiên, công tội thì chúng ta có thể nói rõ ràng, phải không các bạn? Thừa nhận là những dấu ấn mà bác Đam tạo ra, thậm chí nhiều người thần tượng tôn sùng ông là một vị Bồ Tát. Nhưng khách quan mà nói, tại những bộ, ngành mà ông phụ trách đều ít nhiều xảy ra vấn đề. Thậm chí những vi phạm rất lớn, những sai lầm gây ra hậu quả nghiêm trọng. Câu chuyện Bộ Y tế là quá rõ ràng với đại án Việt Á và hàng chục quan chức khác đã phải từ chức, kiểm điểm, thậm chí vào tù. Trách nhiệm là người đầu tàu, dù kiêm nhiệm là không thể không có rồi. Câu chuyện tại Bộ Giáo dục Đào tạo với liên tiếp những vụ lùm xùm về giáo dục, thi cử, đổi mới. Gần đây nhất, Thanh tra Chính phủ đã thông báo có dấu hiệu lớn về lợi ích nhóm giữa Bộ và nhà xuất bản. Cũng có thông tin cho rằng Phó Thủ tướng đã chủ động xin từ chức khi tự kiểm điểm cả công lẫn tội của mình. Điều này có lẽ không quá ngạc nhiên, bởi với một người học rộng hiểu nhiều, đi theo con đường quan trường từ khi còn trẻ đến nay cũng đã gần 60. Dường như ông thấy đã đủ và ông cũng đã làm đúng với những gì đã nói. Ai không làm được thì nên đứng ra một bên. Điều đáng quý mà chúng tôi muốn nói thêm là dù còn một ngày ở vị trí lãnh đạo, dường như người ta vẫn thấy vị chính khách này vẫn rất quyết tâm với những vấn đề của đất nước, dám nhìn vào sự thật và dám nói ra những điều mong mỏi. Vào tháng 8, khi trao đổi với Bộ Giáo dục, ông đã nói rằng có đau cũng phải nói vì chúng ta chưa trung thực. Hay như vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, khi tham dự hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, ông chia sẻ Việt Nam là không thể nghèo nhưng không cần quá giàu. Nhưng có cuộc sống an toàn và có nhiều tình yêu thương giữa con người với nhau, giữa con người với thiên nhiên và vạn vật. Lời chia sẻ mộc mạc, chân thành gần như cuối cùng của ông trên cương vị Phó Thủ tướng. Hẳn khiến những nhà lãnh đạo khác phải suy ngẫm và cả chúng ta cũng vậy đúng không các bạn? Thiết nghĩ, sự việc thôi giữ chức vụ của Bắc Đam cũng là một bài học cho rất nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước hiện tại. Dù sai phạm ở đâu là gì, dù tự nguyện thôi việc hay buộc phải thôi việc thì chúng tôi cũng tin rằng đây là quyết định không hề dễ dàng, thậm chí là đau lòng của đảng dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên trang Sputnik của Nga phiên bản tiếng Việt đã cho đăng tải một bài viết nói về tham vọng tìm kiếm chỗ đứng của các hãng xe ô tô Trung Quốc ở thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể thắng được xe Hàn và Nhật Bản. Bài báo viết năm 2022, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã phá vỡ nhiều kỷ lục kinh doanh vô tiền khoáng hậu. Ngay sau khi chiếm lĩnh thị trường tại các nước phát triển, các hãng ô tô Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, giới chuyên gia xe đã nhận định có nhiều lý do khiến cho xe Trung Quốc khó có thể vượt mặt các thương hiệu dòng xe Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam. Tại Việt Nam, các hãng ô tô Trung Quốc đã trải qua quá trình dài nhiều thăng trầm. Năm 2006, tập đoàn Lifan ra mắt mẫu xe Lifan 250, đánh dấu việc các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc chính thức xâm nhập thị trường Việt Nam. Năm 2009, Chery ra mắt mẫu xe Chery QQ3 với giá chỉ 10.000 đô. Khoảng 180 triệu đồng năm 2009. Năm 2010, Beat giới thiệu mẫu Beat F0 tại Việt Nam với mức giá 200 triệu đồng. Các sản phẩm này đều có những điểm chung, đó là giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu xe nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Dù vậy, người dùng Việt Nam khi đó vẫn còn rất e ngại về vấn đề chất lượng và giá trị
Bên cạnh đó, các dòng xe Trung Quốc cũng khó tiếp cận thị trường do thiếu mạng lưới đại lý rộng khắp như các hãng xe khác tại Việt Nam. Từ năm 2011 đến năm 2018, các tên tuổi như Haima, MG, Jyoti và 3X đã có 2 lần trở lại thị trường Việt Nam. Dù số lượng mẫu xe đã phong phú hơn hẳn, gần với thị hiếu người tiêu dùng, nhưng các nhà sản xuất vẫn rất khó khăn để cạnh tranh với các mẫu xe Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thêm nữa, việc có rất nhiều mẫu xe bị xem là copy ý tưởng thiết kế của các hãng xe tên tuổi khác càng khiến khách hàng e dè hơn. Từ năm 2019 đến nay, các mẫu xe Trung Quốc bắt đầu được chú ý nhiều hơn, nhất là với các mẫu xe của 3X như Beijing X7, 3XQ7, 3XX55. Các dòng xe này có mức giá chỉ từ 500 triệu đồng, được tích hợp rất nhiều trang bị cao cấp như nhận diện khuôn mặt, màn hình giải trí cỡ lớn, cửa sổ trời toàn cảnh, cũng như hàng loạt các trang bị an toàn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, ga tự động và cảm biến áp suất lốp. Năm 2022, một số hãng xe lớn của Trung Quốc như MG, Chery đã lên tiếng thông báo sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam. Thậm chí, Chery còn khẳng định sẽ xây dựng nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Nếu vậy, đây sẽ là nhà máy lắp ráp ô tô đầu tiên của Trung Quốc ở Việt Nam. Qua khảo sát, chúng tôi nhận định thị trường Việt Nam ngày càng trẻ hóa, nên Omoda 5 được lựa chọn là sản phẩm đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam. Omoda 5 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Art Emotion nghệ thuật trong chuyển động, được trang bị rất nhiều công nghệ cao bao gồm sạc không dây, ghế thông gió, 17 tính năng trợ lái ADAS vô cùng phù hợp với giới trẻ. Vì vậy, chúng tôi đã chọn Omoda 5 là sản phẩm đầu tiên ra mắt. Dòng sản phẩm Omoda 5 của chúng tôi có các phiên bản như Omoda 3, Omoda 7, G7 và G9. Tất cả những sản phẩm này sẽ được đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Đại diện hãng Chery tại Việt Nam đã nói với Việt Nam VN Economy Automotive, Việt Nam được cho là mảnh đất tiềm năng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tổng cục Thống kê ghi nhận trong tháng 12 năm 2022, thị trường xe Việt đón thêm khoảng 64.700 ô tô. Sản lượng ô tô nhập khẩu đạt 25.000 xe, tăng 10% so với tháng 11, với kim ngạch 466.000 đô, tăng 8,65%. Mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về trong tháng 12 có giá trị trung bình 18.640 đô. Điều này cho thấy các xe giá rẻ đang chiếm ưu thế. Tính chung cả năm 2022, tổng số ô tô xuất xưởng tại Việt Nam là 439.600 xe, tăng 14,9% so với năm 2021. Sản lượng xe nhập khẩu là 176.590 xe. Tổng kim ngạch đạt 3,87 tỷ đô, tăng 10,5% về lượng và 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Những con số trên nói rằng thị trường ô tô Việt Nam đang trở nên vô cùng tiềm năng không chỉ với những nước láng giềng như Trung Quốc mà còn thu hút các hãng xe lớn trên thế giới. Chính vì vậy, việc MG và Chery hay một số hãng xe Trung Quốc quyết định mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á là chiến lược quan trọng trong năm 2023, góp phần mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Trước khi ra mắt tại Việt Nam, Chery đã thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát để lắng nghe ý kiến thị trường nhằm đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất. Và đối với Việt Nam, công ty sẽ xây dựng nhà máy tại đây do được nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện về chính sách thuế. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một chút khác biệt so với các thị trường khác tại Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng Chery sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho người dân Việt Nam. VN Economy trích lời đại diện Chery tại Việt Nam đã chia sẻ. Tổng cục Hải quan đã đánh giá về thị trường nhập khẩu ô tô. Dẫn đầu thị phần hiện nay vẫn là 3 nước châu Á gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Tổng cộng 3 nước này chiếm tới 93,23% lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Xe điện Trung Quốc được cho là ngày càng chiếm ưu thế. Báo cáo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc CAAM cho biết, tính đến tháng 11 năm 2022, doanh số ô tô trên toàn thị trường Trung Quốc đạt 24,3 triệu chiếc. Tính bình quân mỗi tháng có khoảng 2,5 triệu ô tô được bán ra. Như vậy, tính chung cả năm 2022, doanh số ô tô tại Trung Quốc có thể đạt mốc 27 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021. Phó Tổng Thư ký CAAM Shen Shihua cho hay, theo CAAM, doanh số các dòng xe điện được ghi nhận có sự tăng đột biến, trong khi xe dùng động cơ đốt trong sụt giảm mạnh. Trong đó, doanh số xe hybrid HEV tại Trung Quốc tăng 100% lên 6.067.000 chiếc so với đầu năm. Xe plug-in hybrid FHEV tăng 155% lên 1.333.000 chiếc.
xe chạy bằng điện pin BEV tăng 92% lên 4,734.000 chiếc. Trong tháng cuối năm 2022, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc như là Porsche đã chính thức xoán ngôi Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất trên thế giới. Doanh số BRV của Porsche đã tăng 4% so với tháng 11, đạt 235.197 chiếc. Tính chung cả năm 2022, hãng xe này đã bán ra 1,86 triệu chiếc xe điện, chủ yếu tại thị trường Trung Quốc, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Những thành công vượt bậc này đến từ chính sách cắt giảm thuế trước bạ có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022 và chính sách trợ giá dành riêng cho người mua xe điện. Theo đó, với ô tô chở khách dưới giá 300.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng có dung tích động cơ dưới 2 lít được mua từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, khách hàng được giảm một nửa thuế trước bạ, từ mức 10% xuống còn 5%. Thêm nữa, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại do dịch Covid-19, tình trạng sa thải nhân công, ngành công nghệ khiến người tiêu dùng phải lựa chọn các dòng xe giá rẻ sản xuất trong nước thay vì các mẫu xe nhập khẩu ở nước ngoài như Tesla. Trong năm 2023, với dự báo kinh tế toàn cầu suy thoái cũng như các chính sách ưu đãi bị cắt giảm, thị trường ô tô nội địa Trung Quốc được cho là sẽ dần dần hạ nhiệt. Lúc này, các hãng xe Trung Quốc buộc phải tìm kiếm thêm cơ hội ở những nước đang phát triển tại châu Á. Trong số đó, Thái Lan hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Trung Quốc, chỉ xếp sau Bỉ và Anh. Trong 9 tháng năm 2022, Thái Lan đã nhập khẩu 59.375 xe điện Trung Quốc. Porsche đã xác nhận sẽ xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên ở Đông Nam Á tại Thái Lan, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023 với công suất khoảng 150.000 ô tô điện mỗi năm để xuất sang châu Âu và các nước Đông Nam Á. Trong khi đó, tại Indonesia, các dòng xe Nhật Bản vẫn giữ vị thế ngôi vương tại thị trường này. Dù vậy, xe Trung Quốc cũng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Năm 2006, Indomobil là hãng xe của Trung Quốc đầu tiên gia nhập thị trường này để rồi phải đóng cửa vào năm 2013. Thời gian qua, đã có ít nhất 2 nhà sản xuất xe hơi lớn của Trung Quốc thông báo chính thức tham gia thị trường Indonesia. Đặc biệt, Porsche cũng cho biết sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Indonesia sau Thái Lan. Hãng xe Chery cũng sẽ xuất khẩu 3 mẫu SUV là Tingo 4 Pro, Tingo 7 Pro và Tingo 8 Pro vào thị trường Indonesia. Năm 2022, chính phủ Indonesia đã phân bổ 120 tỷ rupee, 8,3 triệu đô la Mỹ nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, trạm sạc và tìm kiếm thêm đầu tư cho năm 2023. Có thể thấy, với dân số trên 280 triệu người, lớn thứ tư thế giới, xứ Vạn Đảo đang là một thị trường béo bở dành cho các nhà sản xuất khi mà tỷ lệ sở hữu xe hơi ở nước này vẫn ở mức rất thấp so với các nước ở Đông Nam Á khác. Còn các bạn nghĩ sao về tương lai xe điện của Trung Quốc tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam? Liệu có thể chiến thắng xe Hàn hay Nhật Bản hay không? Năm 2022 khép lại với những sự phát triển về kinh tế Việt Nam. Rõ ràng chúng ta cùng thế giới đã bước qua những khó khăn, khủng hoảng, sụt giảm từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kiên cường vượt qua những khó khăn, từng bước đi lên, nâng cao vị thế và tiềm lực của Việt Nam. Và chính nhờ những câu sự đó, Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia học tập và noi theo. Đặc biệt mới đây, một tờ báo của châu Phi đã lên tiếng ca ngợi Việt Nam chính là hình mẫu về công nghiệp hóa cho các quốc gia châu Phi. Vậy cụ thể thế nào? Hãy cùng Tim Mới tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Ông Adam Mifly, một vị chuyên gia, một nhà phát triển công nghiệp của châu Phi, người đang quản lý các danh mục đầu tư và hoạt động đa dạng hóa công nghiệp tại Nam Phi, Đông Phi và Tây Phi. Trong đó, ông đã phân tích về những mục tiêu và cơ hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các quốc gia châu Phi trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thế giới. Bên cạnh việc chỉ ra các quốc gia đã vươn lên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, thì ông cũng khách quan nhận định rằng mô hình này không phù hợp với sự phát triển của các nước châu Phi do sự khác biệt về hoàn cảnh, điều kiện văn hóa. Tuy nhiên, khi nhắc đến Việt Nam thì thái độ của nhà báo lại ngược lại hoàn toàn. Theo ông, Việt Nam chính là hình mẫu tốt cho các quốc gia châu Phi bởi hai nước có nét tương đồng trong sự phát triển kinh tế. Trong các điều kiện để phát triển như từng là quốc gia nghèo khó, chịu nhiều thiệt hại từ chiến tranh, là thuộc địa của Pháp, dân số trung bình, trình độ học thức lúc đầu còn thấp. Trong những khó khăn đó cũng không thể ngăn cản sự phát triển của những quốc gia này, đặc biệt là khi chính phủ đã áp dụng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra những điểm mà các quốc gia châu Phi cần học hỏi từ Việt Nam để hướng đến một tương lai thịnh vượng hơn. Đối với Việt Nam, khi chính thức bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng chủ trương tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và từ cuối thế kỷ 20 đến nay, quá trình này được xác định đầy đủ là công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đó là một quá trình kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế xã hội toàn diện, sâu rộng nhằm chuyển đổi nền sản xuất và xã hội Việt Nam từ trình độ nông nghiệp lạc hậu lên trình độ công nghiệp với các trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại, văn minh. Trên cơ sở tổng kết công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đến nay và bám sát bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại hội 13 của Đảng nêu rõ chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến nay, lịch sử nhân loại đã chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp, cũng là các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói chung. Công cuộc thứ nhất vào thế kỷ 18 khai sinh dẫn đến công nghiệp cơ khí tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt, sản xuất hàng hóa, kinh tế, thị trường. Công cuộc thứ hai diễn ra vào cuối thế kỷ 21, đưa đến sự ra đời của nền công nghiệp và xã hội điện khí hóa, tạo tiền đề để chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh lên độc quyền đế quốc. Công cuộc thứ ba vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20 mở ra thời đại điện tử hóa, tin học hóa. Công cuộc thứ tư từ đầu thế kỷ 21 đánh dấu bước ngoặt chuyển đổi số của toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của con người. Mỗi cuộc cách mạng tạo ra một trình độ công nghệ ngày càng hiện đại cho quá trình công nghiệp hóa lâu dài của nhân loại. Các chuyên gia trên thế giới đã khái quát 4 trình độ công nghiệp hóa từ thấp đến cao. Thấp nhất là trình độ lắp ráp, tiếp đó là trình độ sản xuất với kỹ thuật riêng, cao hơn là trình độ sản xuất với thiết kế riêng và cao nhất là trình độ sản xuất với thương hiệu riêng. Để tiến lên trình độ công nghiệp hóa ngày càng cao, mỗi quốc gia nhất thiết phải có một số ngành sản xuất công nghiệp nền tảng, mà thiếu chúng thì không thể triển khai các ngành công nghiệp khác. Các ngành luyện kim, cơ khí chế tạo, năng lượng, hóa chất chính là những nền tảng cho các ngành công nghiệp khác có điều kiện tiền đề để xây dựng phát triển. Trên thực tế, khối quốc gia đã không dành sự quan tâm ở tầm chiến lược cho các ngành công nghiệp này. Hệ quả trực tiếp là nền sản xuất công nghiệp quốc gia về cơ bản dừng lại ở trình độ lắp ráp và các ngành công nghiệp như phụ trợ cũng không thể phát triển. Nền công nghiệp quốc gia ngày càng lép vế trước các cơ sở công nghiệp FDI. Trước thực trạng này, Đại hội 13 xác định xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Trong thế giới ngày nay, quá trình công nghiệp hóa của mỗi quốc gia không thể tiến hành biệt lập, khép kín mà phải đặt trong chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu. Đối với Việt Nam, đòi hỏi này trở nên bức thiết gấp bội vì nền kinh tế nước ta đã hội nhập rất sâu với nền kinh tế thế giới. Giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 160-200% GDP trong những năm vừa qua mang ý nghĩa rất lớn. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta cũng là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo tự chủ kinh tế quốc gia thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để định hướng cho quá trình chuyển đổi quan trọng này, Đại hội 13 chỉ rõ cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghiệp số, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bắt đầu được hình thành từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960. Với nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, chủ trương chính của thời kỳ này là xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối với hiện đại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. Đồng thời, do sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhằm biến nước ta thành một nước nông nghiệp lạc hậu, thành một nước có nền công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại. Do đó, trước thời kỳ đổi mới, nước ta có khoảng 25 năm tiến hành công nghiệp hóa. Đáng chú ý, quá trình này được chia ra làm hai giai đoạn, từ năm 1960 đến năm 1975, tiến hành công nghiệp hóa ở miền Bắc, và từ năm 1975 đến năm 1985, tiến hành công nghiệp hóa trên phạm vi cả nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đã được quan niệm, đó là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội.
từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại. Dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao, với ngành công nghiệp, Đại hội đã đưa ra định hướng phát triển công nghiệp chế biến gắn với phát triển nông lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, mở rộng kinh tế đối ngoại, xây dựng nền công nghiệp nặng với bước đi thích hợp, trước hết là các ngành trực tiếp phục vụ nông nghiệp. Đặc trưng chủ yếu của thời kỳ này là tiến hành công nghiệp hóa trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, phát triển chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai, nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước cùng doanh nghiệp. Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong việc thực hiện công nghiệp hóa đất nước. Phương hướng cơ bản của giai đoạn này chính là phát triển theo mô hình chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu mà nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện tại thời điểm đó, bao gồm cả các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Có thể đánh giá hướng phát triển của chiến lược này được duy trì trong suốt 15 năm ở miền Bắc từ năm 1960 đến năm 1975 và 10 năm tiếp theo trên phạm vi cả nước từ năm 1976 đến năm 1986. Tuy nhiên, do tiến hành công nghiệp hóa từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn, những tiền đề cần thiết cho phát triển hạn chế lại trong điều kiện có chiến tranh và cùng nhiều nguyên nhân chủ quan khác nên nền kinh tế Việt Nam đã không đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển và rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đó là chân lý và sự thật đã được lịch sử, luật pháp quốc tế và các quốc gia trên thế giới công nhận. Thế nhưng riêng người láng giềng Bắc Kinh thì không bao giờ chấp nhận sự thật này. Với dạ tâm chiếm trọn Biển Đông giàu có, nước láng giềng đã có nhiều thủ đoạn đổi trắng thay đen trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là truyền thông và giáo dục. Bằng một cách nào đó hết sức vi diệu, Trung Quốc khiến người dân của họ tin vào một điều rất vô lý rằng Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, chỉ có vỏn vẹn 100 triệu dân, nhưng cả gan cướp đảo của họ, một cường quốc tỷ dân với diện tích lớn thứ hai trên quả đất. Cũng chính vì thế mà mới đây, tờ Sohu mới có bài viết đặt ra giả thuyết rất kỳ quặc rằng hoàn cảnh nào Việt Nam sẽ rút khỏi các đảo và bãi đá ở Biển Đông. Vậy hoàn cảnh là gì? Vì sao Việt Nam phải giúp? Lý do gì họ lại tưởng tượng được điều này? Các bạn hãy cùng Tin Mới đi tìm hiểu xem thực hư câu chuyện này như thế nào nhé. Thưa các bạn, bài viết trên tờ Sohu đăng tải cách đây vài tuần nhưng đó vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận quốc tế, đặc biệt là sự phản đối kịch liệt của mạng xã hội Việt Nam. Bài viết có tiêu đề: Hoàn cảnh nào Việt Nam sẽ rút khỏi các đảo và bãi đá ở Biển Đông? Tin Mới xin được lược dịch nguyên văn bài viết để các bạn có cái nhìn khách quan và bình luận về sự kiện này. Bài báo Trung Quốc viết: Dư luận quốc tế cho rằng nếu nước nhỏ tấn công nước lớn có nghĩa là nước lớn không hùng mạnh hoặc ít nhất là không có nhiều oai phong như vậy. Bởi lẽ, cộng đồng quốc tế hay pháp luật thịnh hành hiện nay đang đề cao sức mạnh của nắm đấm và súng thần công. Đó cũng là lý do tại sao không ai dám tấn công Nga và Hoa Kỳ. Câu này ý nghĩa nói việc Trung Quốc là nước lớn nhưng lại bị Việt Nam là nước nhỏ chiếm đảo. Âu cũng là có lý do và đi ngược với chân lý thường tình là nước lớn bao giờ cũng thắng nước nhỏ và nước nhỏ thì không bao giờ có cửa tấn công nước lớn. Ở đây không phải vì Trung Quốc không mạnh mà vì một lý do khác. Lý do như thế nào thì chúng ta hãy cùng đọc tiếp nhé. Báo Sohu cho rằng, nói thẳng ra, theo cách của các chuyên gia phương Tây, thì có hai vấn đề có thể giải thích được việc các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông của Trung Quốc bị các nước nhỏ xung quanh chiếm đóng. Đó là thứ nhất, về các nước này không sợ Trung Quốc, một nước lớn hoặc Trung Quốc không đủ hùng mạnh như thế giới nghĩ. Và lý do thứ hai là trước sự xâm lược, Trung Quốc không phản ứng kiên quyết nên đã để các nước nhỏ lấn tới xâm chiếm hàng chục đảo đá ngầm. Và Việt Nam là điển hình của tâm ý này khi không coi Trung Quốc ra gì, thậm chí còn coi Trung Quốc vô cùng yếu kém. Họ, tức Việt Nam, còn nghĩ rằng Trung Quốc ở xa biển phía Nam nên không có lực lượng quân sự đủ để răn đe đánh phá. Và họ đặt ra câu hỏi, vậy thì Việt Nam sẽ rút khỏi các đảo và bãi đá ở Biển Đông trong hoàn cảnh nào? Lý giải cho câu hỏi này, báo Trung Quốc phân tích, có thể trước đây Trung Quốc không được coi ra cái gì cả và các nước nhỏ cũng không sợ Trung Quốc. Nhưng bây giờ cả thế giới đều có thể thấy tình hình đang thay đổi liên tục. Một mặt không quốc gia nào dám chiếm các đảo và các dạng san hô mới.
Điều này cho thấy các quốc gia này đã sợ hãi. Mặt khác, nhiều quốc gia đã cân nhắc phải làm gì với các đảo và rạn san hô bị chiếm đóng trong tương lai. Với giọng điệu hách dịch, báo Sohu ví dụ thêm. Ví dụ điển hình nhất là Việt Nam. Điều mà nhiều người muốn biết là Việt Nam sẽ rút khỏi các đảo đá trên Biển Đông trong hoàn cảnh nào. Chỉ có một câu trả lời và đó là thời điểm Trung Quốc thống trị phương Đông. Bài báo tiếp tục phân tích và đánh giá tình hình hiện nay khi cho rằng hiện Trung Quốc đã trỗi dậy và sức mạnh hải quân của họ đã bao trùm hoàn toàn Biển Đông. Có thể nói, chỉ cần Trung Quốc muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại các đảo bãi đá ngầm đã chiếm đóng ở Biển Đông, dù các nước này có cộng lại cũng không ngăn được. Tác giả bài viết này cho rằng Việt Nam cũng thừa hiểu điều này, nhưng tại sao họ lại không tự nguyện rút lui? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do họ có phương Tây chống lưng và do Trung Quốc chưa hoàn toàn thống trị phương Đông. Đưa ra lý lẽ hết sức buồn cười. Nhưng báo Trung Quốc ngụy biện rằng hiện nay phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang có thế lực rất mạnh ở Đông Nam Á và Đông Á. Đối với Việt Nam, chừng nào các lực lượng phương Tây còn ở đó, họ có thể tiếp tục chiếm đóng các đảo và rạn san hô, khai thác dầu và thu được lợi ích. Và một khi Trung Quốc trỗi dậy trong tương lai và đẩy quyền lực phương Tây ra khỏi phương Đông, thì trật tự phương Đông trở lại thời điểm bị Trung Quốc cổ đại thống trị. Lúc đó thì Việt Nam không còn lựa chọn nào khác. Tác giả tự tin cho rằng thời điểm này sắp đến. Theo dự đoán của phương Tây, chỉ trong vòng 20 năm nữa, thế giới phương Đông sẽ hoàn toàn bị Trung Quốc thống trị và các thế lực phương Tây sẽ bị trục xuất hoàn toàn khỏi thế giới phương Đông. Bài báo kết luận lúc đó nhất định Việt Nam sẽ chủ động rút khỏi các đảo bãi đá ở Biển Đông. Đây là động thái tất yếu và không thể tránh khỏi. Chúng ta hãy chờ xem. Thưa các bạn, trên đây là bài viết rất chi là ngang ngược, hoang tưởng và vớ vẩn trên tờ Sohu của Trung Quốc. Nếu các bạn thường xuyên vào cộng đồng mạng của Bắc Kinh, sẽ gặp không ít những bài viết có quan điểm và luận điệu tương tự như bài viết này. Nó không hiếm đâu ạ, mặc dù đọc xong anh ấy cũng đều không thể nín cười. Cái này người ta gọi là chiến dịch tẩy não người dân mà Trung Quốc đã làm rất tốt trong hàng trăm năm qua. Ở video này, Tin Mới xin được bình luận và phản bác những luận điệu hết sức ngớ ngẩn trên bài viết đó như sau. Thứ nhất, việc cho rằng Việt Nam chiếm đảo của Bắc Kinh là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc và vu khống. Lịch sử đã chứng minh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tôi không xét đến những ghi chép sổ sách của Việt Nam về hai quần đảo này vì giới dân chủ sẽ cho rằng xử ông thích viết gì chả được. Chúng ta lấy dẫn chứng từ chính sử sách thế giới và của chính Trung Quốc để chứng minh cho nó khách quan các bạn nhé. Trong một tài liệu ở kho lưu trữ của Pháp điền ngày 10 tháng 4 năm 1768 mang tên Hải quân Việt Nam đã tuần tiễu đều đặn giữa bờ biển Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa. Đô đốc Estanin đã mô tả hệ thống phòng thủ của Việt Nam có nhiều đại bác, phần lớn là mang huy hiệu của Bồ Đào Nha, có ghi năm 1661 và những khẩu nhỏ hơn mang hiệu xứ Campuchia và dấu khắc tên Anh Quốc Ấn Độ Công ty. Những khẩu pháo nhỏ này đã được thu lượm ở Hoàng Sa, có nghĩa rằng quân đội Việt Nam đã đóng quân ở Hoàng Sa từ rất lâu rồi. Ngoài ra còn có tác giả Le Pauvre vào năm 1740, tác giả G. Chanyu từ năm 1816-1819, tác giả Tabret từ năm 1833 và Gudagib từ năm 1840. Trong các ghi chép của mình cũng từng khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thậm chí cả những học giả người Trung Quốc trước đây cũng từng viết sách nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Ví dụ như nhà sư Thích Đại Sán trong cuốn Hải Ngoại Ký Sự viết năm 1696 đã xác nhận các chúa Nguyễn hàng năm cho thuyền khai thác các sản vật từ các tàu bị đắm ở vùng Vạn Lý Trường Sa, tức Hoàng Sa của Việt Nam. Tập tài liệu của Trung Quốc Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử Liệu Hội Biên do Hàn Trấn Hoa chủ biên. Trang thứ 115 thiền thứ nhất cũng ghi chép dấu vết trên đảo Vĩnh Hưng, Phú Lâm ở Hoàng Sa có miếu gọi là Hoàng Sa Tự. Hoàng Sa Tự được vua Minh Mạng Triều Nguyễn cho xây dựng. Minh chứng rõ nhất là trong cuốn Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Toàn Đồ, Bản Đồ Trung Quốc Đời Thanh. Xuất bản năm 1894 ghi chú rõ, điểm cực nam lãnh thổ Trung Quốc là Nhai Châu, Quảng Đông, độ bắc cực 18 độ 13, còn quyển Quảng Đông Dư Địa Toàn Đồ, Bản Đồ Tỉnh Quảng Đông xuất bản năm 1897 cũng ghi điểm cực nam tỉnh này là mỏm núi bên ngoài cảng Du Lâm 18 độ 9,10 phút,
trong Đại Thanh Đế Quốc, bản đồ toàn Trung Quốc trong tập bản đồ mang tên Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ, xuất bản năm 1905, tái bản lần thứ tư năm 1910, cũng chỉ rõ phần cực nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam. Những bản đồ trên đây đều khẳng định cho đến thế kỷ 20, lãnh thổ Trung Quốc không bao giờ gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, thưa các bạn, sự thật là chính Trung Quốc đã tấn công và cướp đảo của Việt Nam, sau đó ngụy biện rằng đó là hành động lấy lại lãnh thổ mà họ nghĩ ra trong tưởng tượng. Hiện Bắc Kinh vẫn không ngừng những thủ đoạn trên mọi mặt trận để có thể lấn biển đảo của các quốc gia trong khu vực. Trong đó, điển hình là họ đã ban hành cái được gọi là bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, bị thế giới lên án kịch liệt. Còn về vấn đề phương Tây, Bắc Kinh cho rằng phương Tây chống lưng các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, khiến họ như gà mắc tóc, không thể thực hiện giấc mơ bá quyền khu vực. Việc Việt Nam mở rộng quan hệ với phương Tây là nằm trong chủ trương và đường lối ngoại giao nhiều năm qua, làm bạn với cả thế giới. Đây cũng là chính sách ngoại giao khôn khéo của quốc gia nhỏ nằm cạnh một quốc gia lớn. Sự thật là chúng ta cần cân bằng quyền lực để không bị nuốt chửng bởi cá mập phương Bắc. Làm được điều này cũng không phải dễ. Việt Nam đã khẳng định được bằng chính nội lực và tiềm năng tuyệt vời của mình. Còn Việt Nam rút khỏi Biển Đông ư? Họ nằm mơ giữa ban ngày à? Nhà mình không ở lại bỏ đi cho kẻ trộm vào cướp của mình sao? Sao phải làm thế? Nghìn năm qua, người dân Việt Nam đã đổ không ít xương máu, quyết tâm giữ gìn từng mảnh đất, từng cm mặt nước, đào nổi, đào chìm của chúng ta. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, Mỹ đã khiến cả thế giới phải nề phục và cũng khẳng định sức mạnh Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ lãnh thổ đến hơi thở cuối cùng. Một tấc không đi, một ly không rời, phải không các bạn?